Giữa những bộn bề hối hả của cuộc sống, phải cần bao nhiêu tiền để mua được một sự bình yên? Trên thị trường bình yên thì đâu ai bán, nhưng một chuyến đi để đến được nơi bình yên thì em có bán. Hãy cùng Du lịch Sài Gòn Thành Công bên em xuất cảnh du lịch vùng đất miền Nam Campuchia, cùng đi hành hương tại vườn chùa Phút Kiri, dạo biển tại thành phố Kép êm đềm, thưởng thức hương vị sầu riêng Campuchia, đặc biệt ngủ một đêm 5 sao trên cao nguyên Bô Cô bình yên êm dịu. Chuyến du lịch Campuchia 3 ngày 2 đêm xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn sẽ ăn sáng tại Trảng Bàng, sau đó đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất nhập cảnh. Sang lãnh thổ Campuchia, đoàn đến thủ đô Phnom Penh ăn trưa tại nhà hàng Lẩu Băng Chuyền hấp dẫn. Sau bữa ăn trưa, tiếp tục cuộc hành trình đến tham quan tại vườn chùa Phút Kiri. Đây là một ngôi chùa được phát tâm bởi 4 vị sư, xây dựng trên ngọn đồi cao 30m. Vườn chùa Phút Kiri đang phát tâm xây dựng 84.000 tượng Phật, được tạp chí Indochina Kings xếp vào kỷ lục vườn chùa có nhiều tượng Phật vàng nhất Đông Dương. Tiếp tục cuộc hành trình, đoàn di chuyển tiếp về phía nam lãnh thổ Campuchia, đến với thành phố biển Kép. Đoàn nhận phòng khách sạn 4 sao tại Kép, một khách sạn sang trọng, tiện nghi, phòng ốc rộng rãi. Vị trí khách sạn ở rất gần biển và có hồ bơi, theo em quan sát thì rất hoành tráng. Buổi tối, đoàn dùng cơm tối quây quần cùng nhau trong không gian thật ấm cúng tại thành phố Kép xinh đẹp. Bữa sáng ngày 2 bắt đầu bằng một bữa buffet sáng thật ngon tại khách sạn. Sau bữa ăn sáng, chương trình tour có sắp xếp cho du khách một ít thời gian để tắm biển, dạo biển, sử dụng hồ bơi thư giãn tại khách sạn. Đúng giờ hẹn, đoàn trả phòng sẽ đưa quý khách đến chụp ảnh lưu niệm tại tượng ghẹ Kép, tượng nàng Keo So. Đây là hai biểu tượng nổi tiếng nhất tại mảnh đất miền biển phía nam đất nước Campuchia. Xe đưa đoàn rời Kép di chuyển đến Campuchia chụp ảnh tại vòng xoay trái sầu riêng. Thành phố Campuchia nổi tiếng thế giới với đặc sản trái sầu riêng ngon tê tái. Tiếp tục, đoàn đến chụp ảnh với biểu tượng cá ngựa phun nước, một công trình vừa được khánh thành tháng 4 năm 2023. Đoàn dùng cơm trưa tại Campuchia, sau đó lên thẳng núi Bô Cô. Quý khách tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ hai bên đường lên núi. Cao nguyên Bô Cô có tên tiếng Việt là núi Tà Lơn. Đây là một vùng đất linh thiêng có khí hậu mát mẻ quanh năm. Trước mắt quý khách đây là tượng Dì Mao. Còn đây là nhà thờ Công giáo cổ. Và cuối cùng đây là chùa Năm Thuyền, ba địa điểm tâm linh rất nổi tiếng tại đỉnh núi Bô Cô. Sau khi lần lượt tham quan ba địa điểm tâm linh nổi tiếng, đoàn di chuyển về Thanh Sơ Bô Cô Highland Resort. Đây là một khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất trên đỉnh núi Bô Cô, được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng và giải trí đầy mê hoặc. Quý khách đến khách sạn, dùng bữa cơm tối, sau đó tự do trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại đây. Ngày tour thứ 3 bắt đầu, quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn, sau đó lên xe di chuyển rời khỏi Bô Cô, một cao nguyên rất huyền bí và rất đẹp. Xe đưa đoàn đến thủ đô Phnom Penh, một đô thị phát triển và sầm uất bậc nhất đất nước Campuchia. Đoàn dừng chân mua sắm, tham quan tại chợ lớn mới và Satamay, sau đó đến ăn trưa tại nhà hàng buffet Tonle Basak 2 nổi tiếng. Với hàng trăm món ăn hấp dẫn, quý khách nạp năng lượng, lên xe khởi hành về Việt Nam. Thế là hành trình tour 3 ngày cũng đã kết thúc. Hy vọng du lịch Sài Gòn Thành Công đã giúp quý khách tìm mang về được một mớ bình yên sau cuộc hành trình tour này. Không biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo.